là mồm nói gì không ạ? Chị nói tao đi. Sao chị nói tao được? Chim thanh quái mà nói. Mình chơi đây là hả nhớ. Chào cả nhà. Nó hơi bị lag. Xin chào mọi người. Ừ, sao bị lag quá vậy? Hả nhớ xeo. Sao tay lại đen xì thế này? Mẹ. Hơi giật hả? Ừ, giật quá. Mọi người đợi chút nha. Trong lúc này thì bên ban điều hành đang cố gắng điều chỉnh để nó hết lag để chúng mình có thể xem quy trình làm bánh của Tây và Móm một cách dễ dàng hơn. Nhân tiện thì bây giờ chúng ta sẽ một chút chào hỏi mem ha. Giống như sau hàng tuần đó là vào tối thứ ba và lúc 8 giờ tại Zoom 88 sẽ có một show đặc biệt người ta gọi đó là show football phải không chị? Đúng rồi. Và hôm nay chủ đề thì như các bạn thấy đó là chủ đề là gì đây ạ? Thấy không ta? Thấy không? Có nhìn thấy không ạ? Hôm nay sẽ làm bánh kem đây. Tây về đi em ạ. Hải không, lần này là Tây sẽ đảm đang hơn hiểu không? Sau bao nhiêu phần quá gọi là ốc cún rồi thì em nghĩ lần này em sẽ trở thành một người con gái rất là đảm đang. Có thể em football rồi luôn hả? Ừ, em tham gia rồi. Cuộc đời tôi tham gia có cái lần nào được ăn. Chị hãy nói gì đi, chủ đề đứng lên toàn là em nói. Sợ là các bạn không có nghe, tại vì hôm nay muốn nói không có lớn được. Mà cái mic này nó hơi xa quá. Nghe đúng không? Ok. Rồi các bạn có nghe rõ được không ạ? Mày gì cho nó đi. Rồi thì Mark sẽ giới thiệu lại một lần nữa ha. Thì hiện tại mình đang ở trong cái show là Foodcon. Thì mình hôm nay sẽ làm một cái cuộc đua về trang trí bánh kem giữa Tây và Móm. Các bạn có thấy tên của hai bà nội đang hiện hình ở dưới đây không? Đó, và trên bàn hiện tại thì đang có rất là nhiều dụng cụ để làm trang trí bánh kem. Có hai ổ bánh bự châu Á. Thì trong suốt show ngày hôm nay thì Tây và Móm sẽ cùng với các bạn mình sẽ đánh làm tất cả các công đoạn luôn về trang trí một cái bánh kem hoàn thiện hoàn chỉnh nha. Có bác hỏi bình chọn được để bình chọn thì rất là dễ dàng các bạn. Nếu mà bình chọn cho Tây thì hãy lên số 1, còn nếu bình chọn cho chị Cherry thì hãy lên số 2 bằng cách là comment ở ngay bên dưới. Khi mà các bạn comment thì sẽ có bên ban điều hành sẽ có tool để kết quả nhá. Mỗi lần các bạn bình chọn thì các bạn chỉ lên ghi một số thôi, tại vì tool sẽ không thể là tính được quá dài các số, ví dụ 1, 2, 2 thì sẽ không thể tính được. Đúng rồi, các bạn chỉ comment một số thôi ạ. Ví dụ số 1, 2, riêng ra. Cảm ơn các bạn nhé. Cái này là một hồi ai là người thắng thì sẽ được chọn cái bánh hả? Chọn đúng bánh rồi, chúng ta sẽ dựa vào lượt vote của các bạn ở bên ngay bên dưới này để lựa chọn xem là người chiến thắng sẽ định là chọn làm bánh nào. Đó, biết là chị Móm chị thích làm bánh nào vậy? hỏi do. Hiện tại là đây đến số 2 đang rất là nhiều. Không biết có ai không? Là các bạn cứ tiếp tục vote nha, tiếp tục vote. Bắt đầu tính vote từ ngay bây giờ rồi. 12, 14 và bây giờ chỉ còn chênh lệch 2 thôi. Không biết là ai sẽ được quyền chọn bánh đây. Nhưng mà các bạn nhìn thấy một trong hai bánh này thì các bạn thấy bánh nào làm dễ hơn ạ? Bánh nào làm dễ và bánh nào đẹp ạ? Được lựa chọn làm bánh thì các bạn sẽ chọn bánh bên nào ạ? Bên phải của Tây hay là bên trái ạ? Mọi người thấy bên nào ạ? Đây là Tây thấy... Bên nào có thể ăn được nhiều thì Tây sẽ chọn. Cảm ơn yêu cô hàng xóm, cảm ơn mọi người. Bây giờ hiện tại là Tây thấy số 2 rất là nhiều. Ok. Cảm ơn mọi người. Mọi người cứ tiếp tục bình chọn nha. Quyền quyết định cho người mà các bạn yêu thích lựa chọn một trong hai chiếc bánh. Các bạn đấy, các bạn không ngàm nhá, Tây và Món đều đang bị viêm dây thanh quản nên là trước giờ thì Tây bị rồi nên là ai cũng biết rồi, nhưng mà Món này cũng bị giống Tây nên là cả hai đứa nói sẽ rất là khó nghe. Ok.
Rồi bây giờ thì không ta đã tới rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu vào hành trình làm bánh của Tây và Cherry. Đó mặc cái áo trên cho vướng víu hết chuyện hết. Nay cho mặc váy. Bà có lòng lộn hơn nữa. Không, váy này rất là bình thường mà. Hôm trước là không biết là các bạn nào show trước không cũng làm bánh kem. Đó. Là lần trước mắm cũng là người tham gia làm bánh kem. Xong rồi bị chon á các bạn, đánh trứng bằng tay. Ở đánh kem bằng tay. Đánh xong rồi nó đẹp lắm luôn. Đánh bằng tay thì hồi xem có từng làm rồi, đánh kem bằng tay á. Bằng tay rất là mỏi tay, và cái người đánh tay thật sự là phải có một sức khỏe. Đúng rồi, thật sự luôn. Phải có kỹ thuật nữa. Đúng rồi, và cái công việc đấy thì chị Cherry không thể làm nổi, em biết mà. Còn cái việc mà đánh kem là công việc hàng ngày của em hồi xưa, tại vì em rất thích ăn món kem đánh trứng đánh kem. Tự làm luôn. Nó thích ăn là một kiểu như em còn đúng làm. Rồi em tự làm luôn. Nó khá giống với cái việc đánh cái này, chỉ có điều là cái này thì chúng ta sẽ được pha trộn thêm nhiều hơn. Đúng rồi. Nó sẽ khó hơn một chút. Đánh tay cho dẻo tay. Không có dẻo đâu em. Dục tay luôn á. Đấy, ngày hôm nay thì mình có trang thiết bị. Đấy. Để ra một. Mà nó rớt xuống dưới ăn. Không, hôm trước á là không dám ăn mà. Đây sẽ là sữa. Đây là sữa tươi các bạn ạ. Kem sữa. À kem sữa. Thì thôi anh ta đừng giới thiệu luôn đi. Ừ đó. Không sao mà. Đây là kem sữa thôi, mình sẽ bỏ vô cái này. Nó cái kia nó che rồi. Không nói thì làm sao biết được là mình ngu của chị mình. Em hai cái đó lên trên đầu được không? Thế nào cơ? Nó che cái bàn làm của mình á. Hai cái hình đó. Che mặt tay lại đi, đúng rồi. Anh che cái bức tường của em. Đây đứng lên bên này với em. Không nè. Đúng rồi. Phải cũng được nhá. Rồi, ok. Ủa gì? Trứng và bột đâu? Nào trời, có sẵn. Trong này có luôn hả? Không, mà đúng rồi. Không có luôn. Đó đây em. Chị à, trong lúc em làm thì chị hãy hát một bài gì đó đi cho đỡ buồn. Hát nữa. Người là ơi. Em đổ hết ra. Hát luôn hả? Nhiều hết. Không sao, thừa thì mình sẽ ngồi chấm mút với ông mọi người. Vấn đề là có ai dám chấm mút không thôi. Có em chị ạ. Dạ. Món này em khoái lắm. Bị rượt là đừng hỏi tại sao bị rượt ha. Tây và mớm ha, thì hiện tại là trên màn hình có để đó các bạn, là Tây là phím 1 nè. Đó, mớm cute là phím 2 nè. Trời ơi, mớm cute em mới chịu. Trời ơi, chắc em cute quá à. Tây là cute thôi. Đau lòng quá. Ai rượt. Không, cái này mớm không có định ăn, ừ, Tây nó định ăn cho nên là các bạn mới hỏi Tây. Tiếp theo thì một ta. Đường ạ, đường hả? Ủa cái này nó có hết rồi hả? Em đang cầm đường á. Cái gì vậy? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đừng nhiều đường quá, ngọt đấy. Không có âm thanh ánh sáng gì nhỉ? Không, em nghĩ là mới có đầu công cuộc mà em đã sai từ lưa nha. Em không biết là món bánh kem của chúng mình có thành công không? Ây da, cần lắm một sự ủng hộ của các bạn. Ba xì đường đủ nhỉ? Người là ơi, xe đây chị. Ba xì đường đủ nhỉ? Miếng ở đây cay. Cái đường này nó có ngọt không? Thế thì... Rồi, ok. Ok. Nhớ hết rồi chứ. Tắm như một con điên chứ. Chị, con lên chứ nhờ mình. Mà nó cứ như con điên chứ. Hay là may mắn. Hả? Hay là may mắn khi hôm nay Tây tham gia là có cái... Tôi có thể kể trước nhỉ? Mà đánh một cái mà hết gần hết show luôn. Lần trước á các bạn đánh. Là đừng đánh như mặt tôi nhưng mà nặng. Hello. Ok, cứ làm đi. Chứ sao? Đúng rồi. Không, các bạn cần phải cổ vũ Tây.
Thế bạn phải cổ vũ Tây, Tây ơi cố lên nào. Hay sờ ban Tây ơi cố lên và đồng thời bình chọn 1-2 nhá. Run quá chị ơi. Ok, sorry mọi người là lúc nãy nó bị máy nó bị treo á nên là mình gián đoạn một thời gian. Bây giờ mình tiếp tục nha các bạn ơi. Các bạn có thấy tôi sướng hay không? Lúc nào tôi cũng trong cái nhiệm vụ là ngồi và chỉ huy và bình luận hoặc là sung sướng. À, hiện tại thì Tây đang đánh cho cái kem nó dậy lên. Mọi người thì sau cái giai đoạn này thì mình mới có thể trang trí được. Đó, Tây đang giữ một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nó mà đánh tào lao là một hồi không có cái gì để... Ok, các bạn vô xem lại nha mọi người ơi. Lúc nãy máy nó bị treo á, nên là mình gián đoạn một thời gian. Bây giờ mình tiếp tục nha. Giỏi ghê không? Các bạn vẫn tiếp tục vote cho Tây ở phím 1 và Mớm là phím 2 nha. Vì một hồi là mình trang trí bánh kem lận. Còn cái này mình chỉ có một cái thau rồi thôi. Nên là chị mình Tây làm. Hả? Gì? Gì nghe tiếng máu không ạ? Chị có biết tại sao ở dưới phải đề đá không? Ờ... Đá nè, không nè. Tại vì khi mà... mình đánh kem á, nếu mà mình không có giữ độ nhiệt độ của nó lạnh á thì kem nó sẽ rất là bị chảy á. Tiếng giống máy khoan. Đúng rồi, tại bây giờ Tây đang đánh á, bằng cái máy đánh trứng nè nên là nó hơi ồn một xíu á các bạn. Người là ơi, xin giúp tôi. Kìa bạn người lạ ơi luôn đi kìa. Tay khoái lắm. Tay khoái người lạ ơi lắm. Các bạn bài mới ra á, Tay thường nó sẽ không có biết. Mà bài nào mới ra mà hất tình là biết liền. Kỳ cục lắm. Mẹ không có biết bài mới đâu nha.
Trời, có nghe gì đâu hát trời. Rồi trong thời gian mà tay đánh trứng, cái mắm sẽ hát tặng các bạn đi. Thôi mình ôi trẻ âm rồi cơ Lê ơi. Alo alo alo. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó dâng tên lấy tôi vào lòng. Trời quay vòng thì trẻ âm khó hát lắm. Cảm xúc tìm về mầm sông. Trời xuống ghê không lần trước. Trời bắn gần chết. Tươi tươi. Đỡ không món nào rồi. Mang gì đông đông. Nhưng khi một mình là không. Còn tỏ là mình ổn như sâu bên trong. Nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Trời tình của trong mắt vang vọng. Cô đơn một lần còn trong. Hà niềm tin của trái yêu quốc. Để trời cảm xúc tìm về với mình. Xong. Nếu mà buồn nó bám thêm màn đêm sương che kéo mi. Ngày mai có ngừng động. Chỉ một lần thôi. Trả sự yêu đôi nay tôi đợi mong. Người là người đến đây ngồi cho mọi người được không. Người là ai xin cho tôi mình bờ vai. Cơ Lê nó bật cái beat này khỏi hát luôn. Mình làm bánh tiếp nha các bạn. Trời ơi, nhanh ghê không? Hôm trước đánh đánh chết luôn. Vậy là mình đã cách đập trứng rất vừa. Hôm nay có mấy có làm đúng rồi, đập trứng rất là lâu. Nó không như này đâu. Cái gì vậy chết đi? Dướng cổ em. Mình nhớ là hồi xưa mình vẫn là e hèm mà có người ở ngoài cười mình. Bà e thấy ghê lắm bà ơi. Ta e từ dù dù. Tại em bị nắng không cherry mà. Tay mà nó e cái thơ. Nó làm thấy ghê lắm. Tay đảm đang đúng rồi. Đúng rồi, nhiệm vụ của nó có bao nhiêu thôi. Em dạy vô cặp lần trước hay là ốc trâu cái ghê nhất. Trời ơi, nhìn ơi. Sao làm cái màu này hoài vậy? Cái màu này mọi người. Thật ra bây giờ tôi rất là thèm nhưng mà chắc là muốn mút một miếng. Các bạn hãy tiếp tục vote cho Cherry và Tây bởi vì là sắp đến cái giai đoạn là hai đứa sẽ lạc nhấp vậy. Ngon gì không? Ngon không? Nhấp chị. Nóng xứng vậy. Thôi nhạc, thôi nhạc có gì à? Nhiệm vụ của món này chỉ có trang trí thôi tại vì tay ở bên ấy chuẩn bị trước cho nên nó phải làm trước chứ anh phải làm luôn chứ. Phần quan trọng nhất là Cherry thì muốn chiếc bánh màu màu trắng hay là một chiếc bánh màu chắc màu trắng quá à. Cái màu kia ghê quá à.
Yeah.
tay là phím 1 ha, móng là móng cu te. Cu te mà sức cơ. Hả? Trời ơi, có thể chơi hơi. Thank you.
kêu mà ai giành của bà. Thì em được đợi mà em muốn cho em chịu chết. Thì đôi khi là sự đợi mỗi fan là ai giành của bà đúng không? Phải mà những cái kêu nó giống cái thùng phi, cái thùng chuyện, cái show hiểu quá à. Ai cỡ cái thùng phi biến thành người chờ bắt cho nó xem nghe. Thế mọi người thì cả hai tầng đẹp hay là cả mưa tầng thì đẹp ạ. Mọi người làm đi. Nhưng mà chị nghĩ nó mà kem chế thì cái hai tầng đẹp. Thank you.
Oh, my God.